Máy xay sinh tố Sunhouse có mã là SHD5112 là một sản phẩm đa năng đầy ấn tượng với khả năng xay nhanh chóng và hiệu quả. Trong hộp sẽ có các phụ kiện đi kèm như là bộ phận chính của máy này, cối xay khô và lưỡi dao riêng biệt cho công việc xoay nhuyễn và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng chi tiết để bạn dễ dàng làm quen với sản phẩm. Thiết kế của máy thể hiện sự bền bỉ và hiện đại. Ta có thể thấy rằng cối xay được làm bằng chất liệu thủy tinh bền bỉ. Điều này không chỉ giúp bạn quan sát dễ dàng trong quá trình xay mà còn đảm bảo tính an toàn và độ bền của sản phẩm trong thời gian sử dụng. Lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ cho phép bạn xoay mọi nguyên liệu bằng một cách hiệu quả và nhanh chóng, bất kể là hạt cứng hay là rau củ quả. Máy còn được trang bị cơ chế sử dụng dễ dàng, thích hợp với cả mọi thành viên trong gia đình. Bảng điều khiển này được thiết kế nút ấn đơn giản, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh. Bạn có thể chọn giữa hai tốc độ khác nhau. Ngoài ra, nút sao riêng biệt có thể hỗ trợ quá trình xay trộn một cách hiệu quả và đồng đều nhất. Với công suất của máy thì máy hoạt động mạnh mẽ với công suất là 350W. Cối lớn có dung tích 1 lít và cối nhỏ có dung tích là 0,3 lít. Điều này cho phép bạn linh hoạt xay lượng nguyên liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Máy được thiết kế với các bộ phận tháo rời, giúp bạn dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Ở phần dưới còn có chân đế chống trượt. Hơn nữa, máy chỉ hoạt động khi cối được lắp vào thân máy. Trong tình trạng quá tải, máy sẽ tự động ngắt để bảo vệ sản phẩm cũng như là đảm bảo an toàn cho quá trình sử dụng.